Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn tổ chức hội nghị trực tuyến với 7 phường sơ kết công tác 7 tháng đầu năm nay. Trong 7 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất được trên 19.400 tỷ đồng, đạt gần 64% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được gần 6.800 tỷ đồng, tăng trên 29% so với cùng kỳ. Nông nghiệp chuyển đổi sang các mô hình hiệu quả theo hướng ứng dụng khoa học, kỹ thuật, có giá trị kinh tế. Quận tăng cường hỗ trợ nông dân sản xuất, tiêu thụ nông sản thông qua sang thương mại điện tử kết nối tiêu thụ nông sản qua hệ thống Santa Food, siêu thị Go. Đến nay, quận có hai sản phẩm ô cốp đạt 4 sao. Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản đang từng bước thực hiện đúng kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội đều thực hiện kịp thời. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82% dân số.